chào quý vị, tôi là Nguyên Khang. Chào mừng quý vị đã cùng đến với chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Cũng như thường lệ, chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 19:15 mỗi tối thứ hai tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng chào đón đội có nhan sắc nổi bật đầu tiên. Xin mời. Wow. Ủa sao đội có nhan sắc nổi bật đầu tiên? Đội tụi em lại bay ra. Là đội em là nhan sắc nổi bật nhất đó anh. Nổi bật nhất. À vậy hả? Dạ. Thứ tự gì không đúng đâu, áo trắng vô giữa. Dạ, đó, quý vị thấy không? Như vậy nó mới đúng nè. Đây gọi là đội bậc thang, hiểu không? Xếp một cái nó đều luôn. Không, tụi em là thung lũng. Thung lũng. Đây là đội thung lũng, thung lũng, thung lũng. Đội thung lũng hả? Ok. Trước khi mà chúng ta làm quen với đội này, chúng ta sẽ cùng chào đón đội có nhan sắc kiều diễm thứ hai. Xin mời. Trời ơi. Ôi cái đội gì đâu mà đẹp và cao dễ sợ luôn. Dễ thương quá. Dạ. Bây giờ chúng ta làm quen với hai đội nha. Đầu tiên xin mời từng thành viên chúng ta giới thiệu thật ngắn gọn về đội của mình. Mời em. Đầu tiên em là Hữu Tính. Còn em là Hữu Phước. Còn em là Dương Cường. Và ba chúng em là những thành viên của nhóm X-Pro. Hay quá, đội X-Pro. Thưa quý vị, đây là ba chàng trai rất là đẹp, có nụ cười rất là tươi tắn. Dạ, nhóm X-Pro chứ không phải đội X-Pro. Chưa đặt tên khác. Chút nữa chưa đặt tên hả? Chút nữa đặt. À, hay quá, hay quá. Tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đội này. Chào các bạn. Các bạn giới thiệu từng thành viên ạ. Xin chào, em là Yến Chi. Diễn viên hay sao em? Em là ca sĩ tự do. Ca sĩ tự do. À, xin chào MC Nguyên Khang. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Mình là Quang Thái. Hiện tại công việc chính của mình là ở nhà nội trợ. Công việc phụ là làm phim. Và công việc vừa chính vừa phụ là tối mình phải chở bạn này đi làm. Nói chung là chạy xe ôm. Rồi. Xin chào mọi người, mình là Thanh Thức. Công việc chính hiện là diễn viên, ca sĩ. Hai anh em đang làm phim chung với nhau. Nên tình cờ chơi chung đội luôn. Hay quá. Thưa quý vị, như vậy là hôm nay đội chúng ta toàn là những người không hẹn mà gặp, nhưng mà mối quan hệ của họ còn trên cả sự sắp đặt nữa. Các bạn đã có tên gì của đội của mình chưa? Chim tung bay hót ca trong bình minh, chân cô đơn áo phong sương hành trình. Từ Long An, Long An hướng này, mọc qua Mỹ Tho xuôi về Gò Công, tiếng giang ngút ngàn như một tấm thảm lụa vàng. Đội chúng em với sức trẻ là những diễn viên trẻ trong nghề, mơ ước sẽ được bay cao bay xa. Nhóm chúng em chim tên những cánh chim không mỏi. Trời ơi. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với đội thứ hai các bạn. Hôm nay đến với chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao thì đội của Thanh Thức, Quang Thái, Yên Chi quyết định lấy tên là đội Ly Lộm. Làm ngôi sao thì chúng ta phải có tính chất ly lộm mới thành công được. À, vậy là tức là hôm nay ảnh có chơi thua á, anh không chịu về luôn. À, tôi muốn hỏi các bạn là các bạn có chiến thuật gì trước khi mà chúng ta tranh tài hay không? Cái sự chuẩn bị bên trong tụi em nó là cái nguồn năng lượng, nó lớn lắm, nó không mỏi anh. Vâng. Tụi em không mỏi. Không mỏi. Đội bên đây có chuẩn bị cái bí quyết gì để giành chiến thắng không? Thì quyết tâm lấy cái sự lì lộm để đối phó với đội bạn thôi. Hay quá, tuyệt vời. Thế thì bây giờ trước khi mà bắt đầu phần thi hai đội lì lộm và những cánh chim không mỏi, các bạn có quyền lựa chọn cho mình chỗ đứng bằng cách Nguyên Khang đếm từ 1 đến 3 chạy ngay về chỗ của mình. 1, 2, 3, xin mời. Chim tung bay hót ca trong bình minh. Bớt giảm. Bớt giảm. Ô gì kỳ. Mà dễ sợ thì hát mà chạy cuối cùng đội ta chạy tới rồi. Thưa quý vị, và bây giờ mọi thứ đã được sẵn sàng. Đội nào giành được chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng 12 triệu đồng. Đội về nhì sẽ nhận được giải thưởng là 9 triệu đồng. Mời quý vị sẽ cùng đến với vòng 1 của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao với vòng thi đầu tiên có tên gọi Tâm Đầu Ý Hợp. Vốn dĩ chúng tôi đã nghiên cứu về background học vấn của các đội chơi và được biết đây đều là những đội có điểm số trung bình rất cao trong những môn học, đặc biệt là những môn thiên về văn học. Nên hôm nay chúng ta sẽ đến với phần thể hiện sự ăn ý của các bạn ấy. Ở trên tay của Nguyên Khang, đây chính là 5 câu thành ngữ ca dao tục ngữ. Vâng, và đây chính là 2 cái tai nghe Bluetooth. Chúng ta sẽ cử ra một thành viên sẽ làm một nhiệm vụ là đứng cạnh MC đẹp trai này, nhìn thấy cái bảng của chúng tôi. Và bạn ấy sẽ diễn tả lại cho cái người nghe tai phone biết được rằng đó chính là câu thành ngữ nào. Người thứ hai sau khi nghe xong sẽ quay qua và diễn tả cho người thứ ba biết. Và cuối cùng người thứ ba sẽ mở tai nghe lên và nói cho chúng tôi đáp án cuối cùng của các bạn. Nếu trả lời đúng, các bạn sẽ được cộng 10 điểm cho mỗi câu thành ngữ ca dao tục ngữ. Các bạn rõ chưa?
Vâng, và bây giờ chúng tôi xin mời hai thành viên có nhan sắc đẹp nhất đội chúng ta bước ra đây để quảnh tù xì giành quyền thi đấu. Đội nào thắng sẽ thi sau, đội nào thua sẽ thi trước. Mời. Wow. Trời ơi, tụi mình dễ sợ thì nội có nhan sắc đẹp nhất đội. Nhan sắc đẹp nhất. Em sao đi tướng kỳ vậy? Có nhan sắc rồi đẹp nhất trong đội là em trai nữa. Chứ còn ai nữa, vâng. Và bây giờ xin mời hai thành viên quảnh tù xì. 3, 2, 1, ta. Wow, thưa quý vị, như vậy là đội này đi sau, đội này đi trước. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với đội đầu tiên. Đó chính là đội Ly Lợm. Thành viên thứ nhất sẽ nhận được từ khóa của Nguyên Khang đó là ai? Em đúng không? Dạ. Yeah. Thái sẽ nhận từ khóa đầu tiên. Và sau đó Thái sẽ diễn tả lại cho người thứ hai. Người thứ hai là ai? Em Yến Chi. Em Yến Chi. Yến Chi và Thái là hai vợ chồng, cho nên chắc Khang nghĩ là sẽ rất là tâm đầu ý hợp và hiểu nhau. Vâng, sau khi Yến Chi mà hiểu được từ đó thì sẽ truyền cho người thứ ba. Bây giờ xin mời các bạn đeo tai nghe vào. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ sử dụng âm nhạc để làm cho họ không tập trung được. Mời Thái ra đây. Em ra đây bé ơi. Lưu ý là Thái chỉ có thời gian 2 phút cùng với đội của mình. Sẵn sàng nha. Và thưa quý vị, 2 phút dành cho đội chơi của chúng ta để diễn tả câu tục ngữ, ca dao hoặc là thành ngữ. Từ thứ nhất đầu tiên bắt đầu. Có chí thì nên. Có chí thì nên. Nên. Ừ, có chí. Có chí. Chí. Có chí thì nên. Yeah. Có chí thì nên. Có chí thì nên. Đúng rồi. Yeah. Có chí thì nên. Từ thứ hai. Tiếp anh, tiếp anh. Đơn thương độc mã. Cái gì, cái gì? Mình anh nè. Đơn thương. Đơn, cô đơn. Đơn, à, đơn. Thương, thương, thương. Thương, thương. Yeah. Thương ở đơn thương. Đúng rồi, đơn thương. Ngựa, ngựa. Ngựa, ngựa. Độc, độc mã. Đơn thương độc mã. Đơn phương độc mã. Đơn thương. Đơn thương độc mã. Cô đơn, cô đơn. Đơn thương độc mã. Thương, thương, thương. Yêu thương. Độc mã. Con mã, mã. Cởi ngựa, cởi ngựa. Cởi ngựa, đúng rồi, đúng rồi. Độc mã, độc mã. Đơn thương 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 độc mã. Chính xác. Từ thứ ba. Vung tay quá chán. Hả, vung tay quá chán. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vung tay quá chán. Đánh bể đầu hả? Trời ơi, đánh bể đầu. Ta chỉ cái chán, ta đánh bể đầu. Nè, vung, 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 vung. Quá cao hơn cái chán, cao hơn cái chán lẹ. Vung tay quá chán. Chính xác. Từ từ. Nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm. Nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm. Có cái miệng. Nhà sạch. Nhà sạch. Thì mát. Thì mát bát sạch ngon cơm. Nhà sạch. Nhà sạch thì mát. Bát sạch ngon cơm. Dạ cơm ơi. Dạ cơm. Bát sạch ngon cơm. Hết giờ. Thưa quý vị, đã hết giờ. Trong thời gian 2 phút, con bé chà sàn gần chết. Ông này vẫn chưa kịp ra được nhà sạch thì mát. Nhưng mà con bé nó làm cho cái sàn của chúng tôi nó sạch hơn sau phần biểu diễn vừa rồi. Và chúng ta có 3 từ đáp án chính xác. Đó chính là từ có chí thì nên, đơn thương độc mã, vung tay quá tráng. Còn cái từ cuối nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm thì không đưa ra được đáp án chính xác. Và từ cuối cùng của chúng tôi đó chính là cưỡi ngựa xem hoa. Và bây giờ chúng tôi xin được công bố đội của chúng ta có được 30 điểm. Xin chúc mừng. Xin mời các bạn về chỗ của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đội thứ hai. Đội thứ hai thân mến, hãy cho chúng tôi biết là sau khi xem xong đội bạn thi, các bạn đã rút ra được kinh nghiệm và chiến thuật gì hay không? Dạ, hiện tại thì chưa rút được gì hết anh. Tại sao không rút được cái gì? Nếu như mà mình biết được câu hỏi trước thì đỡ quá rồi, mình rút được nhiều lắm. Hôm nay chưa biết được. Vậy đi làm gì nữa. Yên tâm đi, đội chúng em ngu sao thắng. Ai sẽ là thành viên đầu tiên? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, rồi, rồi. Xin mời các bạn. Với một người như Hữu Tính thì không gì có thể làm khó được bạn ấy. Bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ, những cánh chim đã sẵn sàng không mỏi. Vâng. Và bây giờ, thời gian thi của các bạn 2 phút bắt đầu. Nằm gái nếm mặt nằm. Gái. Nằm. Ui da, đau. Đau. Nằm gái. Nằm. Nằm. Nằm gái nếm mật. Đúng rồi, đúng nằm. Rồi. Nằm. Nằm. Gai, gai. Nằm gai hả? Nằm gai. Gai, gai nằm. Ném mật. Nằm gai, ném mật. Đúng rồi, đúng rồi. Nằm gai, ném mật. Trẻ 8 lạng người nửa cân. 8 lạng leo lên cân. 8 lạng nửa cân. Trẻ 8 lạng người nửa cân. Trẻ. Trẻ 8 lạng. 278 hả? 8 lạng nửa cân. Trẻ. Bỏ qua đi. Bỏ qua, đúng rồi, bỏ qua. Quỷ ghê. Đồng không mong quạnh. Ha, ha. Rồi đó, diễn đi, diễn đi. Đồng không mong quạnh đó. Đồng không mong quạnh. Đồng không. Không quả hả? Đồng không mong quạnh. Đồng không mong quạnh. Chính xác. Môi hở răng lạnh. Môi hở răng. Môi hở răng
lạnh. Môi hở. Môi hở là lạnh. Chính xác. Sông có khúc. Sông gì? Sông có khúc. Người có lúc. Hết rồi. Hết giờ. Sông có khúc. Sông có khúc. Người có lúc. Sông có khúc người có lúc hết nhạc mới nghe. Rồi các bạn mở ra đi. Trời, tôi nói thiệt, bên em gạo cũng bể cái micro luôn. Thôi cái gì, bây giờ đi. Chúng ta sẽ cùng công bố kết quả. Câu đầu tiên của các bạn ấy đưa ra đó chính là nằm gai nếm mật. Tiếp theo, đồng không mong quạnh, môi hở răng lạnh. Đúng, ba từ. Và như vậy, chúng ta có được 30 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Nhường thôi, là nhường thôi. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có được kết quả như sau. Với phần thi đầu tiên, hai đội của chúng ta ngang tài, ngang sức. Cả hai đều có được 30 điểm. Xin chúc mừng. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 của chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Ở vòng thi đầu tiên là vòng thi một chút về kiến thức. Thì ở phần này bao giờ cũng vậy, sau kiến thức sẽ phải là vận động. Trò chơi này rất phù hợp với đội những cánh chim không mỏi và đội lì lợm. Trò này của chúng ta có tên gọi bất khả chiến bại. Cách thức thi như sau. Hai đội của chúng ta sẽ thi đấu lần lượt. Mỗi một đội sẽ cử ra một thành viên bước lên phía trước mặc đồ mascot. Đó là hình ảnh của những chiến binh sumo. Và khi mà Nguyễn Khanh đã bắt đầu, chúng ta sẽ có thời gian 2 phút để đẩy thành viên còn lại ra khỏi thảm thi đấu. Và đội nào của chúng ta đẩy ra được thì đội đó sẽ giành được chiến thắng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước đến với vòng 2 bất khả chiến bại. Quý vị thân mến, trò chơi của chúng ta có tên gọi là bất khả chiến bại. Và trò chơi này đã cử ra hai thành viên có sức khỏe nhất để bắt đầu đầu tiên. Bây giờ các bạn của chúng ta sẽ làm một nhiệm vụ là khi mà Nguyễn Khanh nói bắt đầu, cả hai sẽ lao vào nhau đẩy đối phương bay ra khỏi thảm. Bất cứ bộ phận nào trên cơ thể của bạn còn trong thảm thì vẫn có thể lết vô thi tiếp. Đó chưa? Lưu ý không được dùng tay và chân để mà làm hành vi cấu xé hay là ngắt đối phương. Chỉ được ủn thôi. Chỉ được ủn thôi, dùng bụng, dùng ngực và dùng... Đúng rồi. Không cần suy quá. Dạ. Cái trò này giống như trò gây sự vậy đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của các bạn. 2 phút dành cho các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên. Lạch anh Phương ơi. Ướn, đúng rồi, mạnh lên Phương ơi. Đừng. Đúng rồi, ướn đi. Ướn nó mạnh quá. Xin được tuyên bố, đội đã giành được chiến thắng phần thi này chính là các bạn đội những cánh chim không mỏi. Mời thành viên thứ hai bước ra đây. Và kính thưa quý vị, sau phần thi đầu tiên, thiết nghĩ là phần thi của chúng ta không có nhiều căng thẳng lắm, nên tôi chợt nghĩ ra một cách thức thi mới dành cho hai người chơi. Luật thi đấu của chúng ta như sau. Hai thành viên sẽ làm sắp xuống đối mặt với nhau. Nhiệm vụ của các bạn là phải đẩy được thành viên kia bay văng ra khỏi cái tấm thảm này. Trời ơi. Rồi. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Go. Trời ơi, giống hung dữ vậy. Ai có gì hay. Mạnh quá, hay quá lên cường. Hay quá cường. Hay quá cường ơi. Đúng rồi. Bỏ về đó, bỏ về hết, bỏ về. Như vậy là đội giành chiến thắng chính là các bạn của đội Ly Lợp. Xin chúc mừng. Và như vậy tỷ số của chúng ta là 1-1. Mỗi một đội được cộng 20 điểm. Chúc mừng các bạn. Và bây giờ thưa quý vị, hai đội của chúng ta đang ngang bằng nhau, tỷ số là 1-1. Chính vì vậy chúng ta sẽ bước vào hiệp thi đấu phụ với thành viên cuối cùng. Bây giờ chúng ta sẽ dùng bụng để đẩy đối phương, không dùng tay, không dùng chân. Người nào đẩy bụng ra, đối phương văng ra ngoài trước, đội đó sẽ là người giành chiến thắng. Mình có lợi thế rồi, yên tâm anh hai. Mình có bụng. Mình có cái bụng. Đúng rồi. 3, 2, 1, vô. Gắn lên gà của anh ơi. Trời ơi. Né đòn cái ta tự bay ra ngoài thôi. Vô, tiếp tục. Cứ lên, cứ lên. Đứng dở vậy. Trời ơi. Có chạy về đây chi? Bị hớ giò. Thưa quý vị, và người giành chiến thắng chính là các bạn của đội Ly Lợp. Và như vậy tỷ số của chúng ta là 2-1. Các bạn của đội Lì Lợm được cộng 20 điểm cho phần thi này. Xin chúc mừng các bạn.
Và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với vòng 3 của chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng đến với vòng 3 của chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Ở vòng này thì chúng ta sẽ có một cái bước thành chiến được đánh số 1, 2 và 3. Nhiệm vụ của các bạn của chúng ta đó là sẽ chui qua con số theo hiệu lệnh của Nguyên Khang. Người nào chui qua trước và lấy được cái micro sẽ có cơ hội trả lời. Trả lời đúng các bạn sẽ được cộng 10 điểm. Trả lời sai thì các bạn sẽ đứng qua một bên nghe đội kia trả lời. Nếu đội kia trả lời đúng được cộng 10 điểm. Nếu đội kia trả lời sai thì sẽ không có điểm. Rõ chưa? Và trong phần thi này từ câu số 1 đến số 10, các bạn sẽ có cơ hội giành được chiến thắng cao hơn nếu các bạn tham gia đặt cược may mắn. Bằng cách nào? Chỉ có một lần đặt cược duy nhất. Nếu các bạn đặt cược vào ô số tiếp theo, ví dụ câu số 5 tôi muốn đặt cược, giành được quyền trả lời đúng các bạn được cộng 20 điểm. Nhưng nếu trả lời sai các bạn bị trừ đi 10 điểm. Còn cái lúc giành này em nghĩ giành lên trả lời không được, phải trừ điểm chứ ta. Giành lên trả lời đúng được cộng điểm, trả lời sai không bị trừ điểm nhưng bị hít đất. Và bây giờ chúng ta sẽ đánh số theo thứ tự. Thành viên đầu tiên số 1, thành viên thứ hai số 2, thành viên thứ ba số 3. Bên đây số 1, số 2, số 3. Và bây giờ xin mời hai đội chúng ta bước lên vị trí phía trước. Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Chuẩn bị. Số 2 lên, ô số 3. Số 3. Ô số 3. Ô số 3 mà. Ô số 3 dừng. Lấy đi, lấy đi. Lui, số 1 lên. Ô số 1. Cơ số 1. Xin mời các bạn. Câu số 1 như sau. Đỉnh núi nào được mệnh danh là nóc nhà của thế giới? Hết. Everest. Và thưa quý vị, đó là đáp án chính xác, được cộng 10 điểm. Chúc mừng luôn nè. Thôi anh về đi, anh về đi. Có ý kiến. Ý kiến. Ở đây chạy lên mà dưới trả lời. Ý kiến dòng sao? Bị thua cũng bị phạt. Bước lên. Chương trình muốn chơi gì chơi à? Tính. Hít đất 5 cái. Vô. 1. Rồi 3 cái rồi, được rồi. Dây. Rồi 3 cái rồi mình cán giác rồi. Về chỗ. Số 1, số 3 lên. Số 1, số 3 kìa. Số 1, số 3 là sao? Số 3 vô số 2. Vô anh em ơi. Vô, vô, đúng rồi anh, đúng rồi. Kéo lại tường. Dừng lại. Số 1 lên ô số 2. Số 3 lên. Số 3 lên, ô mấy, ô nào, ô nào. Số 3, ô số 3 kìa anh ơi, nhanh lên, nhanh lên. Ê, nó cặn nè. Đúng rồi, phải không, phải không. Câu hỏi dành cho các bạn như sau. Thính là một loại gia vị trong ẩm thực Việt Nam. Vậy thính được làm từ nguyên liệu gì? Hết. 5. Yes. 4. 3. 2. 1. Trả lời chưa? Hít đất. Hít đất. 1, 2, 3. Ok, đứng dậy. Không, kiểu ba hít đất là câu sao? Câu trả lời dành cho các thính bạn. Thính được làm từ bằng gạo rang. Gạo rang, đó là đáp án chính xác. Được không? Mời để xin chúc mừng. Thưa quý vị, các món ăn thường dùng thính làm gia vị như nem, bì, một số loại mắm như mắm tép, mắm ruốc, mắm cấy, mắm cá, hết. Được rồi, mời để xin chúc mừng các bạn. Bước lùi về. Tiếp theo. 1, 2, 3 lên. 1 ô vô số 3. 3 vô ô số 1. Mật vô. 3 vô số 1 kìa anh kìa, anh kìa. Bắn lên. Vô. Số 1 lên ô số. Ô số 2 vô. Những cái đó ok. Mời bạn. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Ký tự cuối cùng trong bảng chữ cái tiếng Anh là gì? Hết. 3, 2, 1. Sai. Hết đất. 3 cái. 1, 2, 3. Mời bạn bước lên. Tính số 1 trả lời. 5, 4, 3, 2, 1. Trả lời. Đến, 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 cuối cùng. 1, chính xác. Chính xác, cộng 10 điểm. Xin chúc mừng. Kính thưa quý vị, đây là câu hỏi của MC dành cho thể loại tiếng Việt, cho nên phải nói là chữ Z thì em sẽ mới đồng ý đó là đáp án chính xác. Đúng. Cho nên mà câu hỏi này thắng rồi. Đang người được cộng 10 điểm. Chúc mừng. Bước lùi. Số 2 lên. Số 2 lên kìa. Số 3 hỗ trợ. Lên là chưa hỗ trợ phải không? Hỗ trợ kìa anh, bắt lại kìa. Số 1 vô số 2. Số 1 vô số 2 kìa. Xong. Chúc mừng bạn. Các bạn lưu ý là chúng ta có quyền đặt cược nha. Cho nên các bạn ngay khi cầm micro có quyền tuyên bố tôi muốn đặt cược câu này hay không. Không. Yeah. Không. Trong bảng chữ cái tiếng Việt, ký tự nào đứng ở vị trí thứ 19 trong 29 chữ cái tiếng Việt? Bắt đầu. 3, 2, 1. Hết giờ. Tờ. Tờ. Đó là đáp án chưa chính xác. Hết đất 3 cái. Xin mời. Chưa ai qua. Xin mời số 1 bước lên trả lời.
nhanh lên, năm, bốn, ba, hai, một. Đáp án của bạn quy, chữ quy đó là đáp án chưa chính xác. Hít đất ba cái. Rồi số 1 lùi về, số 2 chuẩn bị, số 2 chui vô ô số 3, bắt đầu. Trời ơi, mệt quá trời ơi. Vẫn là câu hỏi đó, hãy cho biết trong bảng chữ cái tiếng Việt, ký tự nào đứng vị trí thứ 19 trong 29 chữ cái tiếng Việt. 5, 4, chữ K. Sai, hít đất 3 cái. Mời thành viên tiếp theo bước lên trả lời. 5, 4, 3, chữ E. 2, sai, hít đất luôn. Số 3, vô ô số 1, bắt đầu. Chú vô lẹ, chú vô số 1 kìa. Mời bạn. Chữ K. Hít đất 3 cái. Trời ơi, chữ K em trả lời rồi. Tiếp tục, cái số của mình lên. Rồi, trả lời rồi. Trả lời quá. Tới bên đây trả lời cho. Mời bạn. Chữ E, đó là đáp án chính xác, được cộng 10 điểm. Giỏi rồi. Ô số tiếp theo lưu ý các bạn còn quyền đặt cược nha. Số 2 chưa ô số 1. Ô số 1. Lại nữa các bạn. Mời bạn. Câu hỏi của bạn như sau. Đặt cược luôn. Có đặt cược không? Đặt cược. Hãy cho biết triều đại phong kiến nào là triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam. A nhà Lý, B nhà Trần, C nhà Lê và D nhà Nguyễn. Nhà Nguyễn. Chính xác, còn 20 điểm. Bước lôi về, vị trí. 1, 2, 3, chui ô số 3. Số 3. 1, 2, 3, 2 đi. Giờ 2 người chắc chui vô đi. Dành cho bạn như sau. Ngoài hình vuông, hình nào là hình tứ giác có 4 cạnh bằng nhau hết? 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ, bước lùi, trả tiền lôi cho đội bạn. Số 1, hình thoi. Chính xác, cộng 10 điểm. Hít đất nè, thua thì thôi. Chịu thôi. Thì đó, hình thôi đó. Nắm cái mới được. Thôi, cái câu này, cái câu này là bài. Trời, anh thua là em đó, anh tính thôi. Về chỗ, tiếp tục. Đây là một phần thi mà thể hiện cái sự năng động, khéo léo và thông minh của các bạn. Số 2 lên, chú ô số 2. Số 2. Tôi phải số 2. Số 2 nè. Số 1, chú ô số 1. Số 1. Anh chết xấu. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Lên nữa. Trong môn bóng đá, một cầu thủ ghi được bao nhiêu bàn thắng trong một trận đấu thì được xem là đã lập một hat-trick hết. Trời đất. 5, 4, 3, đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng cộng 10 điểm. Trời ơi. Và bây giờ câu tiếp theo. Số 1 chưa số 3. Có đặt cược không? Không. Không đặt cược. Câu số 8. Aikido là một môn võ khá phổ biến, có xuất xứ từ nước Nhật Bản, còn có tên gọi khác trong tiếng Việt là gì hết? Sumo. Không chính xác, xin mời. Số 1 bước lên. Judo. Rồi, Aikido tên gọi khác trong tiếng Việt là gì? 5, 4, lại đi. 3, 2, 1. Diệt quyền đảo. Diệt quyền đảo. Hết đất. Diệt quyền đảo đâu ra trời. 1. Đàng hoàng thôi. 2. 3. Rồi bước lùi về. Đáp án hiệp khí đào. Số 3, chui ô số 1. Anh kìa, hết giờ. Ba. Rồi em trả lời luôn. Mời câu trả lời của bạn. Đó chính là Alibaba và 40 tình cướp. Chính xác. Câu số 10. Số 1, số 2 lên. Số 1, số 2 cùng chú ơi. Số 1, số 3. Số 1, số 3. Rồi lộn luôn. Số 1, số 2. Rồi cuối cùng. Bạn có đặt cược không? Không. Không. Đường thẳng chia một góc phẳng thành hai góc bằng nhau được gọi là gì? A, đường trung bình. B, đường trung trực. C, đường trung tuyến. Và D, đường phân giác. Hết. Đường trung bình. Vâng, đó là một đáp án sai. Hết đất. Đến lượt em. Em nghe lại câu hỏi. Không, một người là thua rồi. Khoan. 1, 2, 3. Ủa em, đây đâu phải là câu trả lời của em đâu. Số 2 trả lời chứ. Đúng rồi. D, D. Phân giác. Là phân giác. Phân giác. Và đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Thưa quý vị, như vậy chúng ta đã kết thúc phần thi. Điểm số như sau. Vòng 3, các bạn kết thúc đội Ly Lợm, các bạn có được 40 điểm. Riêng đội Những Cánh Chim Không Mỏi, các bạn có được thêm 60 điểm do giành được 20 điểm từ phần đặt cược của mình. Và kết thúc cả 3 vòng thi,
điểm số ngang bằng nhau 110 điểm. Và chính vì vậy chúng ta sẽ đến với phần câu hỏi phụ. Ai quảnh thù xì thắng giành quyền trả lời, người nào thua không được. 1, 2, 3. Rồi lắm. Câu hỏi của chúng tôi như sau. Hãy cho biết bộ môn yoga xuất phát từ nước nào. Rồi lắm. Ấn Độ. Chính xác, xin chúc mừng. Như vậy đội giành chiến thắng xếp bằng. Các bạn của đội Ly Lợm xin chúc mừng. Yoga. Nhưng mà thật sự tôi phải thán phục tinh thần của các bạn của đội Những Cánh Chim Không Mỏi. Các bạn chơi rất nhiệt tình. Cảm ơn em. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được gửi phần quà đến cho cả hai đội chơi. Thưa quý vị, đội bên đây nhận 12 triệu. Xin gửi các bạn phần thưởng trị giá 9 triệu đồng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 19:15 mỗi tối thứ hai hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Hẹn gặp lại quý vị trong tập phát sóng tiếp theo của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Trời ơi, mấy đứa nhỏ này nó trốn trong đó kỹ quá. Rồi, ủa, hai đội chơi mà còn mất đội à, đội kia đâu? Ra đi mấy em, ra. Nó ra từ từ, tại đội em đang rất high fashion, anh thấy không? Chào đón quý vị đang cùng đến với phần thi của cả hai đội chơi. Để giới thiệu một cách thật ngắn gọn, mỗi đội chơi của chúng ta sẽ có thời gian là 15 giây bước lên phía trước, tự giới thiệu về bản thân của mình, nghề nghiệp, sau đó bẫy tay chào khán giả. Quá 15 phút, ban tổ chức đuổi về. Mời các bạn. 15 phút lần hả anh? Xin lỗi, 15 giây, ban tổ chức đuổi về.